Để khép lại chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tổ khúc Dệt Ước Mơ Xanh Thẳng Hướng Tương Lai do tập thể thầy cô giáo và các em học sinh trình bày. Chào mừng xuân.
tổ khúc Dệt Ước Mơ Xanh Thẳng Hướng Tương Lai do tập thể thầy cô giáo và các em học sinh đã khép lại chương trình văn nghệ. Một lần nữa thay mặt cho đội văn nghệ trường Trung học cơ sở Trực Thái, xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các thế hệ học sinh trường Trung học cơ sở Trực Thái lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.